Hồi thứ 32, núi Bình Đính, công tào truyền tín, động liên hoa, bát giới, gặp tai. Lại nói chuyện đường Tăng từ nay lại có tôn hành giả. Thế là mấy thầy trò lại một lòng một dạ tiếp tục lên đường sang phương Tây. Từ lúc cứu thoát công chúa con vua nước bảo tượng, được vua tôi tiễn chân ra khỏi kinh thành, kể sau hết những chuyện dọc đường, đói ăn khát uống, đêm nghỉ ngày đi thấm thoát đã đến tiết tam xuân. Lúc này... Gió nhẹ rung tơ liễu, phong cảnh rất xinh tươi, khí ấm dục hoa cười vẻ xuân khêu chim hót khắp nơi hương thơm ngát hải đường díu rít quanh chính là lúc thường xuân muôn hồng sen ngàn tía sáo đàn buông the lụa cỏ lạ vui hương xuân thầy trò đang mải ngắm phong cảnh, cho thấy một ngọn núi chắn trước mặt. Đường Tăng nói, Đồ đệ cẩn thận nhé, phía trước là núi cao, có hổ báo chặn đường đấy. Hành giả nói, Thưa sư phụ, người xuất gia không nên nói chuyện tại gia. Thầy còn nhớ câu trong tâm kinh của ô sào hòa thượng có câu, Lòng không đeo đai, không đeo đai thì mới không sợ hãi, xa lìa mọi đảo điên mộng tưởng đấy ư nhưng chỉ là trong tâm quét sạch bẩn bên tai rửa bụi trần không nhận điều đau khổ khó làm bậc thượng nhân thầy chớ có lo phiền đã có lão tôn đây thì dù có trời sập cũng bảo vệ được thầy bình an vô sự chứ việc gì mà phải sợ hổ báo đường tăng kìm ngựa quay lại nói ta đây ngày nào vâng lệnh vượt tràng an bái phật đinh ninh suốt dọc đường xá lị tượng vàng phô rực rỡ phù đồ ánh ngọc tỏa huy hoàng vượt nhiều sông thầm trong trời đất trải mấy non cao khắp thế gian khói sóng mịt mờ và bát ngát thân này bao thùa được thanh nhàn hành giả nghe xong cười khả khả nói Sư phụ muốn nhàn thân thì có khó gì. Sau khi công thành, muôn duyên dứt hết, mọi pháp đều không. Đến lúc ấy tự nhiên nhi nhiên, chẳng là nhàn thân đó sao? Tam Tạng nghe nói vui vẻ ngay và quên hết lo phiền. Bèn buông cương dục vó ngựa, quất roi thúc ngọc lòng. Mấy thầy cho treo lên đỉnh núi, thấy cực kỳ hiểm trở. Ngọn núi này sườn non sừng sững, đỉnh núi tròn von, suối sâu vòng vèo chảy, núi thầm dựng hai bên, suối sâu vòng vèo chảy, vang tiếng giao long vần nước réo ào ào, núi thầm dựng hai bên, chỉ thấy hồ xám vẫy đuôi gầm lanh lành. Ngừng mặt nhìn, núi sát tầng mây thầm, ngó sau xem, vực Thông suốt suối vàng, đến từ trên chẳng khác bước lên thang, đi phía dưới hệt xa hầm sẩy hố, đúng là nơi núi non quái kỳ lỗ nhố, thực là miền vách đá dựng tròn von trên đỉnh non người hái thuốc sợ hãi bồn chồn trước vách núi kẻ tiểu phu bám leo còn khó dê núi ngựa đồng chạy lung tung đây đó thỏ rừng châu mộng bầy trận lao sao núi cao che lấp cả trăng sao luôn luôn gặp sói lang yêu quái đường cỏ ngập ngựa kia khó bước làm cách nào bái phật đến lôi âm tam tạng ghim cường quan sát đang lúc tiến bước khó khăn, bỗng thấy một người tiểu phu đứng trên sườn núi phủ cỏ xanh. Người ấy ăn mặc, đầu đội chiếc nón đã tàng, mình mặc chiếc áo, vá chằng đen thui, nón tàng kia quả lạ đời, áo đen vui với phận rồi quên lo, tay cầm búa thép sáng loà, củi khô nỏ chặt, gánh về ung dung bốn mùa vui thú gió trăng, tấm thân ngoại vật thong dong đêm ngày, đến già vẫn giữ phận này, bao nhiêu mệt nhọc thân đây quản gì. Người tiểu phu ấy đang khi chặt củi ven rừng, bỗng đâu trưởng lão mé đông đến kìa, rừng dao buông búa đi ra, dạo chân bước tới, gửi thưa tỏ tường. Ben cất tiếng gọi tạm tạm, Ngài Hòa Thượng sang Tây ơi, tạm dừng lại cái đã, Tôi mách một lời đây. Núi này có một bọn yêu ma hung ác lắm. Chúng chuyên ăn thịt những người từ đông qua tây đấy. Tam Tạng nghe nói hồn vía rụng rời, run cầm cập, ngồi trên yên không vững, vội vàng gọi đồ đệ. Núi này có ma quái độc ác, có ai dám đi hỏi kỹ lại xem không? Hành giả nói, sư phụ cứ yên tâm, để lão tôn đi hỏi rõ manh mối. Hành giả bên rào cẳng lên thẳng sườn núi, cất tiếng chào người tiểu phu chào ông anh cho hỏi một tí người tiểu phu chào lại rồi hỏi các ngài tới đây có việc gì hành giả đáp chẳng giấu gì ông anh chúng tôi từ phương đông sang phương tây lấy kinh người ngồi trên mình ngựa kia là sư phụ tôi tính hơi nhút nhát vừa nghe huynh nói là có yêu ma hung ác bèn sai ngay tôi đến hỏi huynh xem ma quái ấy bao nhiêu tuổi rồi võ nghệ có khá không hay tầm thường Phiền huynh nói thật cho tôi biết để tôi sẽ sai sơn thần thổ địa giải nó đến. Tiêu phu nghe nói ngửa mặt lên trời cười ngất nói. Hóa ra huynh là một hòa thượng ba hoa. Hành giả nói không ba hoa đâu tôi nói thật đấy. Tiêu phu nói nói thật mà dám bảo bắt giải nó đi à. Hành giả nói huynh tầng bốc oai phong của nó như thế chặn đường mách lẻo nói năng lung tung Hẳn phải là thân thích với nó Nếu không thì là láng giềng hay bè bạn chứ gì Tiểu phù cười nói Cái lão hòa thượng điên rồ đốn mạt này Chẳng biết gì hết Ta có lòng tốt báo cho các người biết Để các người đi đường biết mà phòng bị Thế mà nhà anh lại đổ vại cho ta Cứ tạm cho là ta không biết gì về yêu ma đi Nhưng nếu biết thì nhà anh có dám bắt nó không Và bắt giải đi đâu Hành giả nói nếu là ma trời ta sẽ giải lên ngọc hoàng là ma đất ta sẽ giải xuống địa phủ mà phương tây mang về cho phật mà phương đông đưa về cho thánh mà phương bắc giải cho chấn võ mà phương nam giải cho hòa đức giao tinh giải cho chúa biển quỷ sùng giải cho diêm vương con nào con nấy có nơi trốn cả lão tôn quen biết khắp nơi chỉ gửi một tơi chat là đưa bọn chúng đi ngay như bày... tiểu phu không nhịn được cười vang nói cái lão hỏa thượng điên rồ đốn mặt này chắc là lang thang đây đó, học được chút pháp thuật phù thủy, niệm chú, đuổi tả trói ma, chứ chưa gặp loại yêu quái hung ác này đâu. Hành giả hỏi, nó hung ác thế nào? Tiểu phu đáp, ngọn núi này rộng tới 600 dặm, gọi là núi Bình Đính. Trong núi có một căn động gọi là động Liên Hoa. Trong động có hai yêu ma, chúng họa ảnh vẽ hình, tìm họ hỏi tên, muốn bắt hòa thượng, định ăn thịt đường tăng. Nhà anh ở nơi khác tới đây thì còn được, nhưng nếu phạm vào một chữ đường thì đừng hỏng đi thoát. Hành giả nói, chúng tôi đúng là từ nước đường tới đây. Tiểu phu nói, chính chúng muốn ăn thịt các ngài đấy. Hành giả nói, mày quá, mày quá, nhưng không biết chúng ăn thế nào. Tiểu phu nói, huynh muốn chúng ăn như thế nào. Hành giả nói, nếu chúng ăn đầu trước thì coi như bỡn, còn ăn chân trước thì gay đấy. Tiểu Phu hỏi: ăn đầu trước thì sao? ăn chân trước thì sao? Hành giả đáp: huynh không biết sao? Nếu ăn đầu trước thì nó ngoạm một miếng là mình đã nghèo rồi. Nó muốn nấu nướng kho rán gì thì mình cũng không biết đau nữa. Còn nếu nó ăn chân trước thì nó ngoạm vào mắt cá, lột bắp thịt ra, chén đến sườn mà vẫn chưa chết. Thế chẳng phải là mình phải chịu cái đau thịt nát xương tan, gầy gò khó trời lắm là gì? Tiểu Phu nói: ngài hòa thượng ơi. Hơi đâu nó làm thế, nó chỉ bắt sống anh, trói gô lại, nhốt vào trong lồng, rồi cứ hấp cả người lên mà chén. Hành giả cười nói, như thế càng tốt, càng tốt, đau cũng phải chịu, chỉ tức thở một chút thôi. Tiểu phu nói, hỏa thượng đừng có bẻ mép, yêu quái trong người lúc nào cũng có năm thứ bảo bối, cực kỳ lợi hại. Chúng khác nào cột ngọc chống trời, cầu vang qua biển, dù có đưa được đường tăng đi thì cũng phải chết ngất từng cơn đấy. Hành giả hỏi, ngất mấy cơn? Tiểu phu đáp, phải ngất đến ba bốn cơn. Hành giả nói, không sao, không sao. Năm qua chúng tôi đã ngất đến bảy tám trăm cơn rồi. Ba bốn lần thì dễ dàng thôi. Ngất rồi lại khỏi mà. Đại thánh chẳng hề sợ hãi. Một lòng bảo vệ đường tăng, bỏ mặc người tiểu phu, rào càng quay về. Tới trước đầu ngựa bên sườn núi nói, Thưa sư phụ, chẳng có việc gì ghê gớm cả, cũng có yêu tình đấy, nhưng người ở đây nhút nhát. Họ để tâm lo sợ, có con đây, việc quái gì phải sợ, đi thôi, đi thôi. Tam tạng nghe nói đành yên lòng đi theo. Đang đi thì chẳng thấy người tiêu phu đâu cả. Tam tạng nói, người tiêu phu báo tin biến đâu rồi nhỉ? Bát giới nói, chúng ta thật suối quầy, giữa ban ngày gặp mà. Hành giả nói, có lẽ anh ta chui vào rừng hái củi rồi, để tôi đi xem sao. Bèn dương đôi mắt lửa ngươi vàng nhìn khắp xa gần rừng núi, xong trắng thấy bóng dáng anh ta. Hành giả ngừng đầu nhìn lên đám mây bay, chợt thấy vị công tàu trực nhật. Bèn nhảy lên đuổi theo mắng rằng, đồ quỷ, tại sao nhà ngươi không nói thẳng ra, lại còn biến hóa nọ kia trêu lão tôn? Vị công tàu sợ hãi chào rồi nói, Thưa đại thánh, tôi báo tin có chậm, xin tha tội, tha tội con yêu quái này thần thông quảng đại, biến hóa khôn lường, mong đại thánh phát huy tài nghệ, vận động thần cơ, bảo vệ sư phụ cẩn thận, chỉ sơ hở một chút thì đừng có nghĩ đến chuyện sang phương Tây nữa." Hành giả nghe nói, cho công tàu lui, đinh ninh ghi tạc trong lòng, rồi rừng mây hạ xuống đỉnh núi, chỉ thấy tam tạng cùng bắt giới sa tăng đang túng túc bước đi, bèn nghĩ thầm mình mà nói thật lời của công tào cho sư phụ nghe, sư phụ sợ hãi, tất sẽ khóc lóc. Nếu không nói thật, cứ lập lờ đưa đi, thì như câu nói, mới vào bãi lau, biết đâu sâu cạn. Thang hoặc bị yêu mà tóm được, thì mình lại phải mệt sức. Thôi hãy tạm ưu tiên bắt giới một chuyến, để hắn xuất đầu lộ diện đánh nhau trước vị yêu quái một trận xem sao. Nếu hắn đánh thắng thì ghi cho một công, nếu thua bị yêu quái bắt thì mình đi cứu hắn cũng không muộn lúc ấy càng chứng tỏ tài nghệ của mình hành giả đang sắp đặt mưu kế rồi tự hỏi nhỡ bắt giới né tránh không chịu đi sư phụ lại hay bênh che hắn thì sao mình phải cột chặt hắn vào việc mới được đại thánh bèn giả vờ lấy tay dụi vào mắt cho nước mắt chảy ra rồi đi thẳng đến đón sư phụ bắt giới chồng thấy vội vàng gọi sao hòa thượng ơi đặt gánh xuống, lấy hành lý ra, hai chúng ta chia nhau mỗi người một nửa đi thôi. Sa tăng hỏi, nhị sư huynh, chia làm gì? Bắt giới đáp, chia thôi, chú về sông Lưu Sa làm yêu quái, lão chư về thôn cao lão trông non mẹ đĩ. Ngựa bạch thì bán lấy tiền mua cỗ quan tài chôn cất cho sư phụ, rồi mọi người chia tay, chứ còn sang phương Tây làm gì. Tam tạng ngồi trên mình ngựa nghe thấy thế bèn mắng đồ hỗn láo kia đang đi đường tại sao nói nhảm nhí thế? Bát giới nói, con mà nói nhảm nhí à, sư phụ có thấy tôn hành giả vừa về vừa khóc kia không? Sư huynh ấy là một trang hảo hán đội trời đạp đất, dao chém lửa thiêu, bị quẳng vào vạc dầu đều không sợ, mà nay lại mặt mũi dầu dĩ, nước mắt giàn giụa trở về thế kia, thì hẳn là núi này hiểm trở, yêu quái hung ác lắm, cái mã chúng con chân yếu tay mềm thì đi sao nổi. Tạm tạng nói nhà ngươi đừng có nói nhàm nữa để ta hỏi hắn một tiếng xem hắn nói sao bèn hỏi ngộ không có điều gì nghĩ ngợi mà trông con buồn giàu thế con ôm mặt khóc lóc như vậy định dọa ta sao hành giả thưa sư phụ ạ à, người vừa mới báo tin ấy là vị công tào trực nhật vị ấy nói rằng nơi đây yêu quái hung ác đường hiểm khó đi thực quả là núi non hiểm trở không thể đi được đành để ngày khác đi vậy Tam tạng nghe nói sợ hãi run rẩy túm lấy chiếc quần da hổ của hành giả nói. Đồ đệ ơi, ba phần đường, chúng ta đã đi được phần rưỡi rồi, sao con lại nói những lời chuồn bước thế? Hành giả nói, con đâu có phải là người không hết lòng, chỉ sợ ma thì nhiều, sức con thì yếu, thế lực lại cô đơn. Tuy là cục sắt đấy, nhưng đưa vào lò phòng rèn được mấy chiếc đinh. Tam tạng nói, đồ đệ ạ, à, con nói cũng phải đấy, một người thì khó thật, bình thường có cầu ít không thể địch nhiều. Chúng ta đây còn có bắt giới, sa tăng đều là đồ đệ cả, tùy con sai khiến sử dụng. Chúng có thể giúp đỡ con một tay, hiệp sức đồng lòng, dọn quang đường núi đưa ta qua, thì lẽ nào lại không thành chính quả được sao? Hành giả phải vờ vĩnh như thế thì mới cầu được mấy lời ân cần của sư phụ. Đoạn lau nước mắt nói, sư phụ ạ. À, muốn vượt qua được ngọn núi này bắt giới phải làm đúng hai điều kiện của con thì mới được bằng không nửa bước cũng không đi nổi bắt giới nói sư huynh ơi không đi được thì giải tán chứ đừng chọc ghẹo tôi nữa tam tạng nói con đừng hỏi sư huynh con lôi thôi nữa xem sư huynh con bảo phải làm gì đã nào chú ngốc thật thà hỏi ngay hành giả huynh bảo tôi làm gì hành giả nói việc thứ nhất là trông non sư phụ việc thứ hai là đi tuần núi. bát giới nói chồng sư phụ là ngồi đi tuần núi là đi, chẳng lẽ bảo tôi ngồi một lúc lại đi, đi một lúc lại ngồi, hai việc làm sao cùng làm một lúc được? hành giả nói không ai bắt chú làm hai việc cùng một lúc đâu, chỉ làm một việc là được rồi. bát giới lại cười nói như vậy thì cũng được, nhưng tôi không biết chồng sư phụ phải thế nào, đi tuần núi phải thế nào, huỳnh nói trước cho tôi biết để tôi cứ theo đó mà làm. Hành giả nói, chồng sư phụ thì sư phụ đi đại tiện, chú cũng phải đứng đợi. Sư phụ đi đường, chú phải đỡ đần. Sư phụ muốn ăn, chú phải đi kiếm cơm chay. Nếu để người đói, chú sẽ ăn đòn. Để mặt xanh đi một chút, người gầy đi một chút, chú cũng phải ăn đòn. Bát giới sợ hãi nói, thế thì khó quá, khó quá. Chờ đợi hay đỡ đần cũng không ngại, chỉ có việc cõng thì cũng dễ thôi. Con bảo tôi vào bản tìm cơm chay, thì ở cái lối sang phương Tây này họ chẳng biết tôi là hòa thượng đi lấy kinh mà cho ngay là con heo nửa nạc nửa mỡ từ trong núi mò ra. Họ súng ngay vào, đinh ba trổi sẻ, đánh lão trừ lăn quay ra, khiến về nhà mổ thịt, muối để dành ăn Tết thì chết bỏ đời. Hành giả nói, thế thì đi tuần núi vậy? Bát giới hỏi, tuần núi thì thế nào? Hành giả đáp, phải vào trong núi này, điều tra xem yêu quái nhiều hay ít tên núi là gì, tên động là gì để chúng ta biết đường mà vượt qua. Bát giới nói, cái đó cũng tạm được, lão trừ đi tuần núi vậy. Thế là chú ngốc sắn quần gọn gàng, cầm ngọn đình bà hăng hái bước vào núi thẳm, hiên ngang chạy ra đường to. Hành giả đứng bên cạnh không nhịn nổi, khành khạch cười nhạt, tàm tạng bèn mắng. Đồ khỉ khốn kiếp, anh em với nhau mà không có chút tình thương yêu, chỉ giặt ghen ghét đố kỵ, Nhà ngươi giờ trò hưu vượn, nói chí nói trá, lừa bắt nó đi tuần núi, lại còn cười cái gì? Hành giả nói, không phải cười hắn đâu, con cười là có ý đấy. Sư phụ xem, trừ bắt giới đi chuyến này quyết chẳng tuần núi, chẳng dám dắp mặt yêu quái gì đâu, lại không chui vào xó nào một hồi, rồi bịa ra chuyện gì nói dối chúng ta cho mà xem. Tam Tạng hỏi, tại sao con biết hắn như vậy? Hành giả thưa, còn đoán như thế, không tin, sư phụ cứ để con đi theo hắn nghe ngóng xem sao. Một là giúp hắn hàng phục yêu quái, hai là xem hắn có thành tâm lễ Phật hay không. Tam Tạng nói, Được được, nhưng mà đừng tròng gẹo hắn nhé. Hành giả vâng dạ nghe lời, rồi đi thẳng lên sườn núi, lắc mình một cái, biến thành một con bọ mát bé xíu. Cánh mỏng, gió đưa, sức chẳng dùng, lưng eo bé tẹo tựa kim châm, chui vào cỏ rậm, quá hoa biếc, nhanh lắm sao băng cũng chẳng bằng mắt sáng tinh tường soi lấp lánh tiếng kêu văng vẳng giọng âm âm côn trùng nhỏ nhất là ta đó đậu đậu bay bay mẹo rất thâm thanh nhàn mấy bận rừng sâu ngủ nghìn mắt truy tìm cũng uổng công hành giả biến thành một con bọ mát kêu vo ve bay đi đuổi theo bắt giới đậu trên sợi lông đằng sau tai hắn chú ngốc chỉ mài đi đường đâu có biết trên thân mình có người. Đi chừng bảy tám dặm, bèn chống đinh ba, quay đầu về phía đường tăng, chân tay vung vẩy chửi đồng. Cái lão hòa thượng hen nhát, cái thằng bật mã ôn đều cáng, cái tên sao hòa thượng nhu nhược kia. Các người ngồi đó ung dung, bắt lão trư này phải đi tuần tra. Ai đi lấy kinh chẳng muốn thành chính quả, chỉ bắt một mình lão trư đi tuần núi là cái quái gì. Ừ. Đã biết là có yêu quái thì đi tránh sang lối khác chẳng tốt hơn à lại còn bắt ta đi tìm nó. Thật là vơ vẩn, cứ chui vào chỗ nào đánh một giấc rồi về. Nói quanh nói quần rằng đã đi tuần núi rồi, thế cũng xong chuyện. Thế là chú ngốc ta có vẻ hãnh diện kéo đình bà đi tiếp. Chợt nhìn thấy một bụi cỏ tía trong hốc núi, chú ngốc chui luôn vào, lấy đình bà san thành đệm bằng phẳng, nằm lăn xuống, ưỡn cái bụng lên nói. Sướng thật, đến bật mã ồn kia cũng chẳng sướng bằng tà. Lúc ấy hành giả đậu ngay sau tai, nghe rõ từng cầu, không chịu nổi, liền bay ra ngoài, định bụng trêu bắt giới một tí, bên lắc mình biến thành một con chim gõ kiến. Mỏ đỏ cứng nhọn hoắt, cánh biếc sáng long lanh, bụng đói tìm cây gõ, móng chân sắc như đinh, thích nhất gỗ khô mục, ngại nhất cây già đanh, vẫy đuôi dáng nhanh nhẹn, tiếng kêu rộn rừng xanh. Loại chim này không to, cũng chẳng nhỏ, đem cân lên chỉ khoảng 2-3 lạng, mỏ đỏ chót, chân đen xì, vỗ cánh bay xuống. Bắt giới ngoẹo cổ đang ngủ say, bị hành giả mồ một phát vào môi. Chú ngốc hốt hoảng trồm dậy, kêu dâm dĩ. Có yêu quái, có yêu quái, nó đâm ta một giáo vào môi rồi, đau quá. Đoạn đưa tay lên sờ môi, thấy có máu chảy, bèn nói. Khổ quá, mình toàn gặp vận đen, tại sao trên môi lại đỏ thế này? chú ngốc nhìn vết máu ở tay mình miệng cầu nhau nhìn quanh quẩn xung quanh chẳng thấy động tĩnh gì bèn nói làm quái gì có yêu quái mà tại sao mình bị giáo đâm nhỉ rồi chú ngốc ngẩng đầu nhìn lên trời thấy con chim gõ kiến bay vút tầng không bèn nghiến răng chửi đủ vô nhân thằng bật mã ôn đã lừa tao rồi mày lại lừa tao nốt sao à biết rồi Mày không nhận ra tao là người, tưởng môi tao là một cây gỗ mục, bên trong có sâu, muốn tìm sâu ăn nên mổ tao một phát. Lần này tao phải giấu mõm vào bụng mà ngủ mới xong. Chú ngốc chở mình tiếp tục nằm ngủ như cũ. Hành giả lại bay xuống mổ và mang tay một phát nữa. Chú ngốc giật mình trồm dậy nói. Đồ chết tiệt, cứ quấy nhiễu ông mãi. Chắc là ở đây có tổ của nó để trứng nuôi con, sợ mình chiếm mất nên nó mới mổ mình như thế. Thôi thôi, không ngủ ở đây nữa. Ben cầm đinh bà, chui ra khỏi bụi cỏ tía, tìm đường đi tiếp. Hành giả khoái quá, được mẹ cười ngất. Hành giả nói, đồ khốn kiếp, hai mắt trợn lên thế kia mà không nhận ra người nhà. Ben lắc mình một cái, lại biến thành con bọ mát, đậu vào sau vành tay bắt giới, không rời bắt giới một phần. Chú ngốc đi sâu vào trong núi khoảng 4 năm dặm nữa, thấy trong thùng lũng có ba phiến đá xanh vuông vức to bằng cái mặt bàn, bèn đặt đinh ba đứng trước ba tảng đá cúi chào. Hành giả cười thầm nói, đổ ngốc, hòn đá chứ có phải người đâu, đã không biết trò chuyện, lại không biết chào hỏi thì chào làm gì, không có mắt hay sao. Nguyên chú ngốc giả vờ coi ba phiến đá là đường tăng sa tăng hành giả để thử diễn tập chào hỏi trình bày. Chú ngốc nói, chuyến này trở về gặp sư phụ, nếu người hỏi là có yêu quái không, thì nói là có, Người hỏi núi gì thì ta nói là núi nặn bằng bùn, xây bằng đất, rèn bằng sắt, đúc bằng đồng, hồ dán giấy bồi bút vẽ tạo thành. Họ thấy mình nói ngô nghê như vậy sẽ cười mình là đồ ngốc. Ta cứ nói là núi đá vậy. Người hỏi là động gì thì bảo là động đá. Người hỏi là cửa gì thì bảo là cửa sắt đóng đinh. Người hỏi bên trong xa hay gần thì bảo là bên trong có ba tầng, con đã điều tra tỉ mỉ. Họ hỏi trên cửa đóng bao nhiêu chiếc đinh thì bảo vội vàng không nhớ được mình cứ bịa ra như thế để lừa bắt bật mã ồn phải đi chú ngốc sắp xếp xong kéo đình bà trở về theo đường cũ nhưng chú ngốc có biết đâu hành giả đậu ở mang tài nghe rõ từng lời hành giả thấy bắt giới trở về lập tức giang đôi cánh bay về trước hiện nguyên hình ra mắt sư phụ sư phụ hỏi ngộ không con về rồi đấy à ngộ năng sao không thấy về hành giả cười đáp hắn đang sắp đặt sẵn bài nói dối cũng sắp về rồi Tam Tạng nói hắn là người ngu ngốc vụng về, hai tay trùng kín mắt, cũng biết sắp đặt bài nói dối sao? Hay là con lại bịa chuyện ma quỷ nào đó bịp hắn? Hành giả nói, sư phụ toàn bình che cho hắn. Đây, lời hỏi đáp của chú ấy thế này. Hành giả bèn kể lại hết mọi chuyện. Bát giới chui vào bụi cỏ ngủ, bị chìm gõ kiến mổ. Chuyện bắt giới lại mấy phiến đá, bịa ra những lời nào là núi đá, động đá, cửa sắt yêu tinh để giữ tính cách trả lời Hành giả kể xong được một lát, bát giới cũng trở về. Sợ quên hết bài nói dối, bát giới cúi đầu lầm nhầm ôn lại. Hành giả quát hỏi, chú ngốc lầm nhầm gì vậy? Bát giới vảnh hai tay nghiêng ngó trả lời, đệ đã về đến nơi rồi đấy. Chú ngốc bước tới quỳ xuống, tam tạng đỡ dậy an ủi, đồ đệ vất vả quá. Bát giới nói, đúng thế, người đi đường trèo núi là vất vả nhất đây ạ. À. Tam tạng hỏi, Thế có yêu quái không? Bát giới thừa. Có, có, có đến một đống yêu quái ấy. Tam tạng nói. Thế chúng tha con về à? Bát giới nói. Chúng gọi con là cụ ngoại, ông ngoại, dọn cơm canh mời con chén một bữa. Chúng nói sẽ chống rong cờ mở tiễn thầy trò ta qua núi. Hành giả nói. Hay là lại chui vào bụi cỏ ngủ rồi nói phép đấy. Chú ngốc nghe nói, sợ rúng người lại nói. Chết cha rồi, mình ngủ mà làm sao hắn cũng biết nhỉ Hành giả bước tới túm lấy bắt giới nói Chú lại đây tôi hỏi Chú ngốc sợ hãi run rẩy nói Hỏi thì cứ hỏi việc gì phải túm chặt tôi Hành giả nói Núi gì Bắt giới đáp Núi đá Động gì Động đá Cửa gì Cửa sắt đóng đinh Bên trong sâu không Bên trong có ba tầng Hành giả nói Không cần nói nữa Nửa sau tôi nhớ kỹ rồi Sư phụ không tin, tôi nói thay chú cho mà xem. Bát giới nói, vơ vẩn, huynh có đi đâu mà biết, mà dám nói thay tôi. Hành giả cười nói, nếu có hỏi cửa đóng bao nhiêu đinh thì nói vội vàng không nhớ được có phải không? Chú ngốc nghe nói sợ quá vội vàng quỳ xuống. Hành giả nói, lại còn ngoảnh mặt về phía ba tảng đá giả làm ba người chúng tôi vái chào tập hỏi và trả lời nữa có phải không? Mồm con nói, mình phải bịa ra một bài nói dối để lừa bắt bật mã ồn phải đi, có đúng không? Chú ngốc vội vàng dập đầu nói, Tại sao tôi đi tuần núi, Huynh lại đi theo tôi nghe lỏm? Hành giả mắng, Đồ bị thịt ăn cám kia, Công việc cần kiếp như vậy, Ta mới giao cho nhà ngươi đi tuần núi, Mà nhà ngươi lại bỏ đi ngủ. Nếu không có con chim gõ kiến mổ cho nhà ngươi tỉnh lại, Thì nhà ngươi chắc vẫn còn đang ngủ ở đấy. Khi bị mổ tỉnh dậy rồi, Lại còn bịa ra một bài nói dối làm nhỡ mất việc lớn của ta. Nhà ngươi mau mau dơ mắt cá ra, Ta đánh cho năm gậy để nhớ đời. Bát giới sợ hãi nói Cây gậy đưa ma ấy nặng lắm Chạm vào là bóng gân chảy ra ngay Thế mà đánh năm gậy thì đệ chết mất Hành giả nói Nhà ngươi sợ đòn Sao lại còn nói dối Bát giới nói Sư huynh ơi đệ chót dại lần này Từ nay đệ không dám thế nữa Hành giả nói Lần này hãy đánh ba gậy cái đã Bát giới nói cha mẹ ơi nửa gậy đệ cũng chết mất Chú ngốc chẳng biết làm thế nào Túng lấy sư phụ cầu cứu. Sư phụ nói giúp con một lời với. Tam Tạng nói, ngộ không bảo rằng con bịa ra và nói dối. Ta vẫn không tin, bây giờ quá là đúng, thế thì đáng đánh lắm. Nhưng sắp sửa qua núi, thiếu người sai bảo, ngộ không ơi, con tạm tha cho hắn, đợi khi nào vượt qua núi rồi sẽ đánh sau. Hành giả nói, người xưa có nói, vâng lời cha mẹ là đại hiếu, sư phụ đã can khoan đánh, ta cũng tạm tha cho chú, nhưng chú phải đi tuần núi lần nữa Lần này mà còn nói dối làm nhỡ việc Thì ta nhất định không thả Chú ngốc đành lồm cồm bò dậy Lại đi tuần một lần nữa Bước ra đường lớn Có tật giật mình Chỉ sợ hành giả biến hóa bay theo Nhìn vật gì cũng nghi là hành giả Đi được khoảng 7-8 dặm Bỗng thấy một con hồ ra từ sườn núi vụt qua Bát giới cũng không sợ Giờ đình ba lên nói Sư huynh lại đi theo ta nghe lõm phòng Lần này ta không bịa chuyện nữa đâu Nói rồi lại tiếp tục đi gió núi ở đây bỗng thổi rất mạnh, âm một tiếng, cây khổ đổ lông trong trước mặt. Bát giới vo đầu dậm chân nói, Sư Huynh ơi, thế là thế nào? Đệ đã nói là không nói dối nữa, mà Huynh lại còn biến ra cây cối đổ lồng trồng vào người ta. Bát giới lại tiếp tục đi, cho thấy một con quạ khoang kêu quạ quạ âm ý ở trên đầu, bèn nói. Sư Huynh không biết xấu hổ à? Đệ đã nói là không bịa, không bịa nữa, thế mà Huynh còn biến ra con quạ làm gì? để nghe lò mà. Lần này hành giả đâu có đi theo, chỉ vì bắt giới có tật giật mình, sợ quanh sợ quẩn, nghi ngờ lung tung, cái gì cũng cho là hành giả đi theo mình. Chuyện chú ngốc sợ hãi nghi ngờ tạm không nói nữa. Lại nói chuyện núi này gọi là núi Bình Đính, có một tòa động gọi là động Liên Hoa, trong động có hai yêu quái, một gọi Kim Giác Đại Vương, một gọi là Ngân Giác Đại Vương. Đang ngồi Kim Giác nói với Ngân Giác rằng, Người anh em này, chúng mình bao lâu chưa đi tuần núi rồi nhỉ? Ngân Giác nói, đến nửa tháng rồi. Kim Giác nói, người anh em, hôm nay chúng ta đi tuần đi. Ngân Giác hỏi, hôm nay đi làm gì? Kim Giác đáp, chú không biết. Gần đây tôi nghe nói vua đường bên phương Đông có sai người em là đường Tăng sang phương Tây lễ Phật. Đi theo hắn có bốn người, tôn hành giả, trừ bắt giới, sa tăng và con ngựa. Chú xem chúng ở đâu, bắt về đây cho tôi. Ngân Giác nói, Chúng mình muốn ăn thịt người bắt ở đâu chẳng được dăm đứa. Lũ hòa thượng ấy tới đây, tha cho chúng đi. Kim Giác nói, chú không hiểu. Cái hồi tôi ra khỏi thiên giới thường nghe nói đường tăng là kim thiền trưởng lão xuống trần. Hắn là một người đã tu hành 10 kiếp liền. Một giọt nguyên dương chưa hề mất. Ăn được thịt hắn thì sẽ trường sinh bất tử đấy. Ngân Giác nói, nếu ăn thịt hắn mà trường sinh bất tử thì chúng ta cần gì phải ngồi thiền, cần gì phải lập công, Cần gì phải luyện long hổ cần gì phải lập âm dương, cứ ăn thịt hắn là xong. Để đệ đi bắt hắn về. Kim Giác nói, người anh em hơi nóng nảy đấy, chớ có hấp tấp. Bây giờ chú ra khỏi cửa, bất kể hay giờ, cứ hòa thượng là bắt về. Giả sử không phải là đường tăng thì sao? Tôi có nhớ mặt mũi chúng sẽ vẽ chân dung thầy trò từng đứa một để chú mang theo. Ngộ có gặp hòa thượng thì mang ra mà đối chiếu. Đoạn lại còn nói rõ tên từng người một cho Ngân Giác biết Ngân giác cầm ảnh, nhớ kỹ họ tên bước ra khỏi động, chọn 30 tiểu yêu bên núi đi tuần. Lại nói chuyện bắt giới gặp vận rủi, đang đi đụng ngay một lũ yêu mà chặn đường hỏi. Người kia đi đâu? Chú ngốc ngẩng đầu vảnh tai nhìn thấy một lũ yêu ma sợ quá trong bụng thầm nghĩ. Nếu mình nói là hòa thượng đi lấy kinh thì nó tóm ngay, hay cứ nói là người đi đường. Tiểu yêu chạy về báo. Thưa đại vương, đó là người đi đường, trong số 30 tiểu yêu có đứa nhận ra, có đứa không nhận ra. Một tên đứng ở bên cạnh đường đã được nghe lời chỉ dẫn bèn nói. Thư đại vương vị hòa thượng này giống trừ bắt giới trong ảnh lắm. Liên gọi treo bức ảnh vẽ lên. Bắt giới nhìn thấy sợ quá nói nhỏ. Quái sao lúc này mình mê muội đến thế? Chúng đã vẽ truyền thân mình ra rồi cơ mà. Một tiểu yêu cầm ngọn giáo treo bức vẽ lên cao. Ngân giác chỉ tay nói. Người cưỡi con ngựa bạch kia là đường tăng người mặt lông kia là tôn hành giả. Bát giới nghe thấy thế nói, Ôi thành hoàng ơi, miễn là không có mình là được rồi, thủ lợn cúng xin chia làm 24 phần. Mồm bát giới liến lấu cầu nguyện, yêu quái lại nói, tên mặt đen kia là sa tăng, tên mõm dài tai to kia là chư bát giới. Chú ngốc nghe nói tới tên mình, sợ quá, rúc mõm giấu vào ngực, yêu quái quát, tên hòa thượng kia, dầu mõm ra. Bát giới nói, có bệnh từ trong bụng mẹ không giàu được yêu quái sai tiểu yêu lấy cái móc móc ra bắt giới sợ quá dầu mõm ra nói đây mõm ta đây cứ việc xem đi móc cái gì yêu quái nhận ra ngay bắt giới lập tức rút ngay bảo đao chém liền chú ngốc vung đinh ba gạt ra nói con trai của bố ơi chớ có vô lễ hãy xem cây đinh ba đây yêu quái cười nói lão hòa thượng này hẳn xuất ra nửa đời đây bắt giới nói còn khá lắm cũng có chút linh tính đấy biết được cả bố già mày đây là xuất gia nửa đời yêu quái nói nhà ngươi biết dùng đinh ba hẳn là do quốc đất sới vườn cho người ta rồi ăn cắp đem về chứ gì bát giới nói con trai của bố ơi con đâu có biết cây đinh ba này của bố già mày nó không phải là dụng cụ quốc đất mà là răng to như thể vuốt rồng sắt kia tôi cứng tựa hình hổ to đánh nhau gió táp mưa xa, gặp tay địch thủ lửa kia bừng bừng, trừ nạn bảo vệ đường tăng, đường sang thiên trúc yếu tinh rụng rời, vung lên sầu thảm đất trời, múa lên tăm tối tận nơi thiên hà, thái sơn sập, hổ run lo, biển sông nghiêng đổ, rồng co kinh hoàng, yêu ma giỏi, tớ tha luôn, đinh ba này bổ, máu tuôn khắp người. Yêu quái nghe nói đâu có chịu thua, lấy kiếm thất tình đánh nhau với bắt giới, kẻ tiến người lui, đấu nhau trong núi đến 20 hiệp không phân thắng bại. Bắt giới nổi khùng lên, liều chết xông vào đánh. Yêu quái thấy bắt giới vảnh tai xui bọt mép, múa đinh bà miệng quát tháo thì cũng có vẻ sợ sệt. Vội vàng quay đầu gọi lũ tiểu yêu, nhất tề xông vào đánh giúp. Cứ kể như một trọi một còn được. Bắt giới thấy cả lũ yêu xông vào, luống cuống chân tay, đánh đỡ loạn trọng, bị thua, quay đầu chạy miết. Nhưng đường lối gập gành, đi lại không thuộc, bị dây leo chẳng chịt quấn chặt lấy chân, vừa gỡ ra được định chạy, bị ngay một tiểu yêu nằm ngang dưới đất ngáng chân. Bát giới ngã sấp xuống, liền bị ngay một lũ yêu giữ chặt lấy, túm lồng sách tài kéo đuôi, ghi cẳng, khiêng vẻ động. Ôi thôi, thật là một mình khôn diệt yêu ma, muôn ngàn tai họa, khó mà giải nguy. Cuối cùng không biết tính mạng bát giới ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.